Xin chào tất cả các bạn đến với Lọc Lại. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đàn cover solo bài Ngày Xưa Trong Bão trong phim Người Bất Tử. Bài được viết ở dòng son thứ co dấu dáng là si dáng và mi dáng, thì tối hai nút này các bạn đàn dáng xuống cho mình ha. Rồi mình sẽ đàn một đoạn các bạn nghe thử nè. Chỉ có hai ô nhịp thôi các bạn ạ. Si rê si rê la đô si la rê la rê si đó. Rồi bây giờ các bạn cho phần lời vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ nè. Rồi đàn luôn bài này đảo phách rất là nhiều nên các bạn là phải vững phách các bạn mới đàn tốt được nha. Hơi khó cho cái bài này nếu các bạn mà chưa vững về cái phách nhịp tiết tấu thì sẽ khó vì đảo phách rất là nhiều. Rồi mình sẽ đàn các bạn chú ý này. Của câu 1 giống câu 1 ha, và anh nâng niu em như đóa hoa này. Các bạn bài này các bạn rải một mẫu rải duy nhất ha. Và theo vòng hợp âm như sau: son thứ, si dáng, pha tiểu, mi dáng, đó bốn hợp âm này ha. Và đô thứ à, rồi bây giờ son thứ thì các bạn rải này son đó mẫu rải này ha. Về các mẫu rải hay mẫu rải này thì các bạn tập trong cuốn giáo trình 30 ngày tự học piano solo cover và điểm hát ha. Có các mẫu, có các hợp âm này các bạn ha, bằng hình ảnh các bạn theo dõi luôn. Hợp âm 7 đó, các thế bấm đảo nè, bài tập thế bấm đảo nè, các mẫu rải ha, rải theo ba lát từ cơ bản tới nâng cao nè. Về cái mẫu rải này thì các bạn xem ở mẫu rải số 4 trong sách ha. Đó, các bạn tập luyện số 4, số 5 nó để các bạn ứng dụng vào các bạn đàn một bài bất kỳ nào đó, rất nhiều mẫu rải ha, và bài tập thực hành. Có các mẫu điểm hát để các bạn tập ở nhà luôn. Rồi bây giờ các bạn son thứ son rê si rê si rê si các bạn rải thì các bạn đàn ngón giữa ngón số 3 để không phải rướn. Nếu bạn đàn ngón số 2 cũng được, các bạn rướn xa quá thì dễ bị nó đàn cả nốt khác nó sẽ đi vấp. Các bạn đàn ngón số 3 cho dễ đó. Hai đó vậy ha. Rồi một tiếp các bạn rải và đô la một hai ba bốn mi dáng các bạn rải mi si son mi si son si son si đô thế các bạn rải đô son mi đô son mi son mi son mi son. Rồi bây giờ mình đàn một lần đều các bạn nghe nhịp này son thứ si dáng hai ba
lặp đi lặp lại ha, các bạn chuyển tay khi nào mà nghe thật nhuần nhuyễn không bị vấp nữa là các bạn bắt đầu ghép. Bài này nó đạo phách rất là khó ghép cho các bạn nào chưa vững, nên các bạn cố ý theo dõi thật nhiều, tập đi tập lại nhiều. Rồi phần đầu thì các bạn dùng nhấn hai nút cầu bông son thứ rồi. Rồi câu intro hai ô nhịp này. Đô si la rê la rê si vô bài. Các bạn đã hết bài rồi đó ha. Phần sau này câu 2 lời 2 này là bước giữa những đam mê thăm tối ha. Nó giống của câu 1. Phần đầu các bạn đã đàn, mình sẽ đàn luôn, chỉ khác lời thôi ha. Mình đàn giai điệu thì mình nhìn nốt mình đàn thôi ha. Rồi mình sẽ đàn luôn nè. Là bước giữa những đam mê thăm tối. Thank you.
cái chữ mà DS on coda là có nghĩa các bạn lặp lại từ cái dấu ở đầu mà dấu tròn á, dấu lặp lại ha. Là khi anh qua thung lũng cái đoạn đó, khi anh qua thung lũng là mình sẽ đàn luôn này. Để khi mà các bạn lặp lại tới cái chữ tô coda hết muộn sầu thì các bạn về lại cái chữ hết muộn sầu có dấu coda đó. Qua thung lũng này. Bài này khá là khó nên các bạn cố gắng tập đi tập lại thật nhiều lần ha. Tay trái thì một mẫu rải đơn giản rồi, còn tay phải đảo phách nhiều, các bạn cố gắng tập nhiều lên để có kết quả tốt ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Để đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình ha.